Xin chào các bạn đang đến với video du lịch Sài Gòn Phú Yên năm 2018 của nhóm Don't Worry Be Happy. Với quãng đường dài gần 550 km, các bạn có rất nhiều sự lựa chọn để di chuyển, giống như máy bay, xe lửa, xe khách, xe máy, xe đạp hay thậm chí là đi bộ cũng được. Nhưng vì sự an toàn và tiết kiệm thì tụi mình đã chọn xe lửa để làm phương tiện di chuyển. Để đặt vé, các bạn có thể truy cập website dsvn.vn. Sau khi đặt vé thành công, thông tin về vé sẽ được gửi đến email của các bạn và các bạn chỉ cần cầm điện thoại lên và đi thôi. Sau khi tất cả mọi người đã ổn định vị trí thì việc đầu tiên bọn mình làm là 1, 2, 3 vô. Với quãng đường dài gần 550 km, tàu bọn mình đi mất gần 12 giờ đồng hồ mới có thể đến được ga Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên, nên mọi người cũng tranh thủ đi ngủ để lấy sức ngày mai chinh chiến tiếp.
đã đến ga Tuy Hòa và bắt taxi về homestay. Đây là số điện thoại của homestay nơi mình ở. Địa chỉ của homestay này là số 2/275 đường Lê Duẩn. Homestay này nằm rất gần với quảng trường 30 tháng 4 và bãi biển. Và homestay này có tên là Samstay. Homestay tuy nhỏ nhưng cũng rất là dễ thương và cũng có nhiều chỗ để các bạn có thể chụp hình sống ảo với giá là 120.000 đồng một người trên một ngày vào cuối tuần, còn trong tuần là 100.000. Ngoài ra homestay còn có cho thuê xe máy với giá là 120.000 một ngày. Và đó là tất cả những gì mà homestay này có. Vì buổi trưa mình đi đám cưới người đồng nghiệp nên cũng không quay được cái gì hết, nên mình sẽ đi thẳng đến buổi tối luôn nha các bạn. Và điểm đầu tiên bọn mình ghé là quán kem trộn Bi Tân nằm trên đường bờ kè Bình Đăng. Kem như kem nhãn, kem dừa, kem mít và kem lăng. Và kem trộn là dĩa kem mà có tất cả các loại kem đó và bỏ đá vào trộn lên thì người ta gọi là kem trộn. Sau khi ăn kem trộn xong thì bọn mình đến nhà hàng hải sản Canary. Ở đây có rất nhiều loại hải sản và khách cũng khá đông và giá cả thì cũng rất hợp lý. Đặc biệt là hàu rất là rẻ và món mắt cá ngừ đặc sản của Phú Yên rất là tuyệt vời. Thank you.
gì mà có trong tập 1 của video du lịch Sài Gòn Phú Yên năm 2018 của nhóm Don't Worry Be Happy. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2, sẽ hứa hẹn có nhiều điều thú vị ha. Hãy đón xem nhé.